Kinh Thận, Túc Kiếu Anh Thận. Kinh Thận là kinh âm ở chân, hướng đi lên, mặt trong chân. Bắt đầu ở chỗ trũng của gan màng chân là quyệt dũng tuyền. Chỗ lõm ở gan màng chân ha, ở 1/3 phía trên của bàn chân là quyệt dũng tuyền. Cái vị trí của huyệt này nó là về dụ cái bàn chân đây, ngón chân cái đây, mấy ngón kia đây, thì cái chỗ này bạn thấy chỗ này là có cái hổ. Hay là bạn tính bắt đầu từ ngang đây, bạn tính xuống cho tới gót chân ngang đây, thì chỗ này bạn chia làm 3 phần thì nó là 1/3 phía trên. Bạn tính từ ngang cái gót của mấy ngón chân, chứ không tính ra đầu ngón chân, bạn tính cái bàn chân thôi, thì từ đây xuống đây bạn lấy 1/3 nha, 1/3 phía trên thì ngay cái hổ. Ở trong hai cái giò này nè, cái giò ở giữa là đi lên cạnh trong bàn chân đến bờ dưới của xương thuyền, đi vòng quanh mắt cá chân trong, đi lên mặt trong của cẳng chân. Khi mà nó đi lên mặt trong cẳng chân thì bạn nhớ là nó sẽ đi quẹo vô trong huyệt tam âm giao là huyệt của kinh tỳ, rồi nó trở ra mặt sau trong của chân và nó đi lên mặt sau của pheo chân, tức là ở nhượng gối đó, ngay gốc ở phía trong của nhượng gối, đi lên mặt sau trong của đùi và đi lên bẹn. Thì bạn thấy là đây, khi nó đi lên tới chân thì nó đi ở mặt sau trong của cẳng chân, và toàn bộ nó đi ở mặt sau trong cẳng chân và mặt sau trong của đùi, nó không có thay đổi. Còn bạn nhớ là kinh tỳ là ở dưới cẳng chân thì nó đi ở bờ sau của xương chày là kinh tỳ, ở cẳng chân nghe, bờ sau xương chày, lên tới đùi thì nó đi ở mặt trước trong của đùi, tức là nó có thay đổi. Thì cái đường kinh mà thay đổi thế nó là kinh can, thì sẽ học tới ha, sẽ là ở kinh can. Còn riêng kinh thận thì hoàn toàn đi ở mặt sau trong của cẳng chân, lên đùi luôn, cũng mặt sau trong của đùi luôn. Đi lên bẹn, đi lên bụng, và nó đi cách với mạch nhâm là một thốn, tức là một ngang ngón tay ha, đi cách với mạch nhâm một thốn, một ngang ngón tay. Có sách ghi là nửa thốn, nhưng mà thiệt ra nửa thốn với thốn nó cũng xê xích chút xíu à. Thì nó cắt với đường giữa thân một ngang ngón tay, là coi như là nó cắt khoảng chừng 2 cm hay 1,5 cm gì đó, từ đường giữa thân đi ngang ra ngoài hai bên. Đi lên bụng và đi lên ngực ở liên sườn 2 là huyệt du phủ. Nó đi lên bụng và nó đi thẳng lên theo kẻ sườn ở ngực, và nó lên nó chấm dứt ở liên sườn 2 là huyệt du phủ. Tức là từ đây nó chạy theo sát với cạnh trong của ngực ha, nó lên tới đây, cái nó hơi rẽ ra ngoài chút xíu, nó chạy lên để nó chui vô mấy cái khe sườn nè. Bạn đây là cái ức của bạn ha, các bạn kéo cái ức ra mấy cái khe nè ha, và cái khe trên cùng hết, nó ngay ở dưới cái gốc của xương đòn, xương đòn kéo đây nó đụng cái gốc, thì ngay ở dưới cái gốc xương đòn cái hõm ngay đó là huyệt du phủ, là huyệt cuối cùng của kinh thận. Thì kinh thận khi nó đi ở đây ha, nó từ du phủ, từ dưới này là cách với bờ xương mu, đường giữa thân cách bờ xương mu một ngang ngón tay là một thốn, thì nó đi thẳng lên tới đây, lên tới gần ngực, nó hơi nhích ra ngoài một chút để nó vô mấy cái khe sườn của cái ức này nè, của cái sụn ức, nó vô mấy cái khe sườn sát với sụn ức, bằng rờ đây sụn ức, bằng rờ ra đây, nó hụt xuống phần mềm lại ra khe sườn, thì từ đây nó chạy thẳng lên trên, nó đụng vô ngay cái phần mềm cuối cùng, cái hốc cuối cùng ngay dưới cái đầu xương đòn, thì chỗ đó là huyệt du phủ, là chấm dứt kinh thận ở đó. Nhắc lại nha, đường đi kinh thận bắt đầu từ huyệt dũng tuyền ở 1/3 trước của lòng bàn chân, đi lên theo cạnh trong bàn chân, nó sẽ đi lên theo cạnh trong bàn chân, nó ngay chỗ này là chỗ xương thuyền, rồi nó đi vòng quanh mắt cá chân trong, nó đi lên cẳng chân, đi lên cẳng chân ở mặt sau trong của xương chày ha, mặt trong của cẳng chân lên mặt sau trong xương chày, nó đi vào huyệt tam âm giao của tỳ, rồi nó tách ra, nó đi ở mặt sau trong của cẳng chân, nó lên tới mặt sau trong của pheo chân, tức là đầu nếp nhăn phía trong của khuỷu chân đó, của pheo chân đó, đi lên mặt sau trong của đùi, đi lên bẹn,
đi lên bụng và cách với mặt nhâm, tức là cách với đường giữa thân một thốn, rồi từ đó nó đi thẳng lên ngực, nó tới liên sườn hai ngay ở dưới đầu xương đòn, là nó chấm dứt ở đó là huyệt du phủ. Thì đây là đường đi của kinh thận. Bạn thấy nó bắt đầu từ lòng bàn chân, đi lên, nó lên cạnh trong bàn chân, vòng quanh mắt cá chân trong theo hướng từ trước ra làm sao, rồi leo trở lên, đi vô tam âm giao, chạy lên mặt sau trong, tức là cái hướng của nó sẽ là mặt sau trong của đùi, lên tới gốc khoeo trong của chân, đi lên mặt sau trong của đùi, đi lên bộ phận sinh dục, đi lên háng, lên bẹn, rồi đi thẳng lên theo sát với bụng và tách ra ngoài một chút để đi vào kẽ sườn, và nó đi lên tới đây, lên tới góc của xương đòn và huyệt du phủ chấm dứt ở đây. Thầy có huyệt tam giao đây, từ đây nó chạy ra thái khê, nó lên trung phục lưu, nó quẹo vô tam giao rồi nó mới ra. Khi lên bụng thì nó bắt đầu nó cho nhánh ngầm nó đi vô trong để nó liên lạc với bàng quang, với tim phổi, tâm can tỳ thận, rồi đó nó cho nhánh ngầm vô trong, rồi nó đi lên trên này, ở trên này cho nhánh ngầm vào tâm, tức là nó không nói chỗ nào, nhưng mà khi lên thượng tiêu thì nó liên lạc với tâm phế, rồi cái phần này nó đi lên họng và nó lên gốc lưỡi, nó nằm ở gốc lưỡi, tức là cái lưỡi của mình đây, cái lưỡi mình đánh thế này thì nó lên, nó nằm ở gốc lưỡi, nằm ở gốc lưỡi, khí của thận lên nằm ở gốc lưỡi. Rồi nhắc lại nha, kinh thận bắt đầu từ huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân, đi lên cẳng trong bàn chân, đi vòng quanh mắt cá chân trong, đi lên cẳng chân ở mặt sau trong của cẳng chân, đi vào tam âm giao, rồi trở ra, đi mặt sau trong, lên tới mặt sau trong của khoeo chân, đi lên mặt sau trong của đùi, đi lên bụng sát với mạch nhâm một thố, đi thẳng lên ngực và chấm dứt ở huyệt du phủ dưới liên sườn hai. Ở du phủ cho nhánh ngầm đi lên gốc lưỡi, ở dưới bụng thì cho nhánh ngầm vô trong để liên hệ với tạng, các tạng phủ ở trong bụng, ở ngực thì cho nhánh vào trong tâm. Thận là chủ mà, thận với tâm đều là hai cái phần quan trọng, cho nên nó liên hệ hết với tạng phủ cả. Thì đúng ra là các tạng thường thì nhánh ngầm của nó là nó có liên hệ với tất cả các tạng phủ khác hết. Cái này mà nó ghi xuống tới đây, tức là nó nhận khí của kinh bàng quang từ huyệt chí âm, tức là ngón gốc ngón chỉ út, nhận khí của bàng quang. Kinh thần là dễ học nhất, là đi sát trong bụng luôn lên tới kinh thần. Rồi đường đi kinh thần vậy được rồi ha. Bây giờ tới hình vẽ của kinh thần. Chuyện đầu tiên là huyệt của thận. Huyệt mộ của thận là huyệt thận du. Thận du là L2-3 ngang ra thốn rưỡi. À quên, du chứ. Du mộ thì của thận là kinh môn, là xương cùng thứ hai. Nguyên huyệt là thái khê. Lạc huyệt là đại trung.
nhiên đó, nhiên n e việc một của thận là việc thận du, vị trí của thận du là từ L23 ngang ra một thốn rưỡi, bên ngoài của nó là chí thất. Bạn muốn lấy L23 thì bạn lấy cái sườn cục 12, đầu sườn cục 12, bạn kéo ngang vô giữa là L12, bạn xuống một đốt dưới kế là L23, thì bên ngoài là thận du. Ngay cái đầu sườn cục này bạn kéo vô giữa thì nó là bên ngoài của nó là tam tiêu du, bạn xuống một đốt sẽ là thận du. Và sườn cột này thì bạn lấy bên hông của bạn, mình để tay đây, bạn ấn vô và thấy nó có cái mũi nhọn của cái sườn lơi nó nằm ngang bên hông phía ngoài nha, bên hông ngoài nha, ấn vô, bạn ấn từ dưới, bạn đẩy lên thì bạn sẽ thấy có cái mũi nhọn, thì chỗ đó là sườn cột thứ 12. Nó giống như cái sườn cột 11 ở phía trước là huyệt chương môn và huyệt bộ của kinh tỳ, nhưng mà nó là huyệt của kinh can, thì huyệt kinh môn là huyệt mộ của kinh thận, ngay đó nó sẽ là huyệt kinh môn và huyệt mộ của kinh thận, nhưng mà nó là huyệt của kinh động, mà tại vì nó ngay cái trái thận, thành ra là người ta mượn nó để ta làm huyệt chẩn đoán cho kinh thận. Thì trong 12 đường kinh, cái huyệt kinh môn là cái huyệt mộ duy nhất mà nó nằm ở bên lưng, chứ nó không có nằm ở đùng ngực. Huyệt kinh môn và huyệt mộ, tất cả các huyệt mộ khác đều nằm ở bụng ngực chứ không có ra tay chân, riêng cái kinh môn là nằm ở phía lưng. Huyệt mộ của thận là nằm ở lưng. Huyệt thận du nó là huyệt để bổ thận, thì tất cả các triệu chứng bệnh gì khác, còn không thì là suy nhược cơ thể, đau lưng, nhức mỏi gì đó, bạn cứ chăm bổ thận du hết. Và thường thận du là chăm bổ chứ không có chăm tả. Thận du là chăm bổ. Bạn chăm, bạn chạy điện, hay là bạn chăm rồi bạn cứu, cứu càng nhiều càng tốt. Ở thận du bạn có thể bạn cứu được tới 30 phút, nếu bạn cứu đều và ấm, cứu được tới 30 phút. Nhưng mà bạn đừng cứu vô mệnh môn nha, tức là ở giữa thận du sẽ là huyệt mệnh môn, thì cái này là quả hay là nóng, mà bạn mà cứu ở đây là huyết áp tăng á. Người nào mà suy nhược cơ thể mà huyết áp phụ thấp, ăn uống không tiêu, đầy hơi tiêu chảy, bụng ấp ách, thì bạn cứu mệnh môn, bạn chăm bổ mệnh môn rồi bạn cứu mệnh môn. Còn nếu người nào mà dạng mà thủy với quả mà nó không có kết với nhau, ở trên thì nóng, tim đập nhanh, ở dưới thì lạnh, thì bạn đừng cứu mệnh môn. Nếu làm thì bạn chỉ chăm bổ mệnh môn thôi chứ đừng cứu. Tại hãy bạn cứu là nó nóng, là nó tăng lên, là huyết áp sẽ lên thêm. Thành ra là không cứu mệnh môn cho người có tăng huyết áp. Nhưng mà đó là chuyện của mệnh môn. Còn bây giờ thận du là cứu tối đa nha, thận du với chí thất, chăm cứu, chăm bổ và cứu bổ, cứu sao ấm là bệnh nhân khỏe. Bệnh nhân suyễn đó là nó cứu phế du với thận du đầu tiên, rồi ta mới cứu phiên trước, cứu phế du với thận du đầu tiên. Thì kỹ thuật cứu thì thầy Trọng sẽ dạy ha, nhưng nói chưa tự trung lại là cứu như thế nào để cho bạn cầm cái ngải cứu, bạn để vô cái da bệnh nhân chỗ đó và bệnh nhân nghe ấm. Ấm và rồi cái ấm đó, nó cứ lưu lâu mà dài vậy đó, dù bạn có dời đi chỗ khác nó cũng ấm. Rồi bạn quay trở lại, ví dụ giờ bạn cứu hai bên, cái bạn cứu bên này ấm, thiệt ấm, hơi ấm chút xíu, còn đưa qua bên kia vừa ấm, bên này thì bên này nó đã giảm ấm rồi, thì bên này là cứu bao nhiêu giây nó vừa giảm ấm rồi, thì bạn trở vô đây thì cái này nó vừa hơi lơi ra cái nó lại ấm trở lại, thì bên này nó đang nóng, nó nóng rồi cái nó vừa lơi cái nóng thì đã cái này là trở về đó. Và bạn cứ làm như vậy để luôn luôn bệnh nhân nghe hai huyệt luôn luôn nó ấm, thì cái đó là tùy kỹ thuật của các bạn và sự kiên nhẫn của các bạn, lúc đó coi trí của bạn có mạnh không, thận của bạn có mạnh không để làm cứu theo kiểu đó. Thì cứu như vậy bệnh nhân khi mà mình dứt cái buổi cứu thì bệnh nhân sẽ nghe ấm hẳn, ví dụ đó, và không hẳn là thận du, mà
phế du, tâm du hay bất cứ cái vùng nào trong cơ thể mà cần cứu, bạn làm sao mà khi bạn giúp buổi cứu thì bệnh nhân vẫn nhảm ở đó lâu thì đó là bạn cứu thành công. Thầy cho em hỏi, em thấy có nhiều trường hợp ta để cái lát gừng lên cái ta đốt cái nhãn ta để lên thì sao thầy? Là để lấy cái tinh dầu của gừng nó thấm vô da. Thường cái đó là người ta cứu gừng là người ta để điếm ngải, rồi bây giờ người ta chấm điếm ngải. Ngày xưa đó là người ta lấy cái bột ngải nhung á, tức là cái lá ngải cứu phơi khô vẻ bỏ xương lá thì chỉ lấy cái thịt lá thôi, tách tơi rồi hết, nó giống như nhung, giống như miếng bông gòn vậy đó, gọi là ngải nhung. Túm một túm ba ngón tay sẽ tạo thành một cái viên ngải hình tháp, thì nó khoảng là bằng hột đậu đen hay hột đậu xanh gì đó, thì lấy để đó và cứ đốt, cứ tính một viên ngải đó gọi là một viên, cái thuật ngữ gọi là một viên hay là một ngải, ngải hay ngải vậy đó, là ngải là cái viên ngải thuốc á, thì gọi là một viên thuốc hay một tráng hay một ngải. Một à, ngại chứ không phải một ngại. Một tráng là một viên vậy đó thầy. Tráng viên là một túm đó đó, một cái tráng nhỏ đó. Ừ, gọi là một tráng nữa. Ngày xưa hay gọi cứu ba tráng năm tráng. Ừ, cái gì thì bạn cứu cái đó thì bạn để cái đó lên trên cái miếng gừng. Mà trên miếng gừng bạn có xăm lỗ để cho cái nhựa ngải cứu với cái tinh dầu gừng nó xuất ra. Thì cái nhựa ngải cứu nó đi theo, nó pha trộn với tinh dầu gừng. Tinh dầu gừng á nó cay. À, rồi nó gặp hơi nóng của ngải cứu nữa, cho nên nó thẩm thấu sâu hơn và nó mang dược tính của ngải cứu nó xuống da. Và cái dược tính của ngải cứu có hai dược tính. Thứ nhất là nó làm cho ấm, cho đó nó giãn mạch, và nó giãn mạch thì đông y gọi là thông kinh hoạt lạc, tức là nó làm thông cái kinh lạc ở đó. Và thứ hai nữa là nó kháng viêm, cái ngải cứu đó, nó kháng viêm, cho nên nó làm cho cái chỗ đó là không có nhiễm trùng. À, và nó chỗ đó mà nếu mà có viêm nhiễm gì đó thì nó trừ cái viêm nhiễm. À, cái chính của tác dụng chính của ngải cứu là thông huyết, thông huyết. Cho nên ngải cứu là một trong ba vị thuốc cần thiết của nữ giới, tức là trị bệnh gì kinh nguyệt đó thì ta xài có ngải cứu, ít mẫu ngải cứu. À, đó thì là ngải cứu hay ta cứu như vậy. Bây giờ thì không dùng viên ngải, thì người ta cầm hẳn cái thuốc cứu, người ta để vô miếng gừng. Thì khi đó thì cái khói của ngải cứu vô với lại cái miếng gừng, với cái tinh dầu của gừng nó đi vô da. À, nhưng mà còn tùy thuộc vô chất liệu của tùy loại ngải cứu. Nếu bạn mua ngải cứu mà tốt của Trung Quốc hay của Chợ Lớn mà làm được tốt thì nó là bột ngải cứu. Đương nhiên là sẽ có pha một số chất dẫn trái, dù có pha một chút bột nhang hay lưu huỳnh hay cái gì đó để cho nó dẫn trái. À, còn ngày xưa là thuần là lá ngải cứu không thì nó thơm lắm, mà cứu lên nó ấm lắm. Còn bây giờ thì là cái cây nhang thì có keo, là có dâm bào, là có đủ thứ trong cộng với lá ngải cứu. Thì tùy theo loại là cái ngải cứu có mắc tiền hay ngải cứu rẻ tiền thì cái lượng ngải cứu trong đó nó nhiều nữa. Thường là ở đây thành phố mình giờ hay xài cái loại hải đường, loại hải đường là nhiều. Thì đó là quyệt thận du, nói lại là thận du là nằm ở L23 ngang ra một thốn rưỡi, bên ngoài là chi thất, và tác dụng của nó là bổ thận, là ấm cơ thể, cho nên ta cứu nó nhiều, châm bổ và cứu. À, quyệt mộ của thận là quyệt kinh môn, tức là theo hình vẽ này thì kinh môn là quyệt nằm ở phía sau, nhưng mà bạn nhìn kinh môn ở đây thì bạn nhìn bạn thấy nó là nằm ở đây ha, thì cái này nó không thấy rõ bằng cái hình hồi nãy, là cái hình đó, cái mũi sừng cụt 12 nó nằm rõ hơn. Thì kinh môn nó là nằm ở đây ngay góc này, sừng cụt 12 ngay đây là quyệt kinh môn, thì nó là quyệt chẩn đoán của kinh thận. À, người ta chăm kinh môn để ta trị đau lưng, ta bổ thận, ta trị đau lưng. Nhưng mà cái chăm kinh môn để trị đau lưng là nhiều hơn là bổ thận. Bổ thận thì ta không chăm kinh môn, ta chỉ chăm thận du. Nhưng mà trị đau lưng thì ta hay chăm kinh môn thêm. Đau lưng do suy nhược, đau lưng do cơ, do co cơ, đau lưng do thần kinh tọa, nhân dân thì ta chăm kinh môn. À, kinh môn nó là huyệt của kinh đởm nha, các bạn nhớ nó không phải huyệt của thận, nó chỉ là bộ huyệt của thận, còn nó là huyệt của kinh đởm.
giải thích lại cái chỗ nguyện vụ kinh đợt với thầy, nguyện kinh môn. Sao? Kinh môn là quyệt của kinh đởm, nhưng mà mượn để làm quyệt chẩn đoán của kinh thận. Kinh môn là quyệt của kinh đởm, nằm ở sự cục 12, đầu sự cục 12, quyệt của kinh đởm, nhưng dùng để làm quyệt chẩn đoán cho kinh thận. Quyệt nguyên của kinh thận là quyệt thái khê, vị trí của thái khê là nằm ở đây. Bạn nhớ là cái mắt cá chân trong, cái đỉnh cao mắt cá chân trong, bạn kéo ngang ra bạn gặp cái gân gót, thì trung điểm của nó là quyệt thái khê. Trung điểm của nó là quyệt thái khê. Và kinh thận nó đi từ dưới này, nó đi lên, nó vòng qua cái xương mắt cá chân trong, nó vòng xuống dưới, nó chạy nó lên trên để nó đi lên. Từ dưới này nó đi lên cái xương thuyền, nó đi lên thái khê, nó vòng ra phía sau của xương mắt cá chân, nó vòng trở lên trước, nó chạy thẳng lên trên, nó lên phục lưu là quyệt kim của thận. Thì thái khê là nằm trong thóc này, giữa đây. Và người ta không chăm ngay giữa này mà ta hay chăm trong thóc xương này, chỗ mềm, chỗ sâu trong cái lõm đó. Quyệt thái khê là quyệt thổ và là quyệt nguyên của kinh thận, thì nó cũng là quyệt bộ thận ở chân. Và quyệt thái khê thì bất cứ trường hợp nào bạn cũng chăm mộ thái khê được hết, đó là quyệt nguyên. Thái khê thường được kết hợp để bấm, để chăm, để cứu cũng được ha, để bổ khí, là nó kết hợp với quyệt nguyên của kinh phế. Thì các bạn nhớ là đi quyệt nguyên kinh phế là quyệt nào, quyệt thổ của phế là quyệt nào, là sát kiếm liền. Thế là quyền gì? Thái quyền vị trí. Vị trí. Chỗ mề ở mặt trước cổ tay, ngay dưới góc ngón tay cái, ở đầu nếp nhăn cổ tay. Mặt trước cổ tay, dưới góc ngón tay cái, ở đầu nếp nhăn của cổ tay. Chỗ mềm nè, ngay cái hốc dưới này nha. Thì đây là quyền nguyên của phế. Bạn nhớ phế là hấp thu khí, thận là nạp khí, cho nên nó là chỗ lấy vô và chỗ cất. Và ở trường hợp tôi làm việc gì đó mà tôi mệt quá sức, ví dụ tôi chạy đua, ví dụ vậy, tôi về tới mức rồi tôi mệt, thở không nổi luôn, thì bạn sẽ bấm cho tôi hay bạn chăm được thì tốt, nhưng mà bạn bấm cho tôi thái quyền thái khê, bạn bấm bằng dây cho thốn, cho đau đó, hoặc là bạn cứu được nhiều thì bạn cứu. Thì bạn bổ thái nguyên thái khê là bạn làm hồi phục sức khỏe của tôi một cách thật nhanh. Do thực chứng, tức là do tôi mệt quá, tôi mệt đó, mệt gấp quá đó, thở nổi đó, thì bạn cứu thái nguyên thái khê. Còn bình thường thì bây giờ, ví dụ như giờ tôi dạy học xong nè, tôi ra tôi mệt quá, cái tôi về phòng, tôi ngồi tôi bèn lấy, hãy cứu, tôi cứu thái nguyên, tôi cứu thái khê. Thì tôi cũng là hồi phục sức cho tôi. Khi tôi cứu thái nguyên là tôi làm cho phổi tôi nó hô hấp nhiều hơn, sâu hơn để lấy oxy nhiều hơn. Tôi khí thái, cứu thái khê tôi làm cho ấm cơ thể tôi và tuần hoàn nó tăng lên, và tinh thận nó sẽ đem tinh của nó của tôi ra để nó bù đắp cho cái mệt của tôi nói nãy giờ, khi tôi đứng lớn nãy giờ. Cho nên khi bạn bổ thái nguyên thái khê là bạn bổ sức, bạn bổ dương khí đó, cho toàn thân. Ở trường hợp mà cấp, tức là mất sức đột ngột, thì bạn chăm bổ thái nguyên thái khê. Thì đó là người ta hay sử dụng như vậy. Còn bình thường bạn cứ cứu thái nguyên thái khê là cũng là bạn bổ thận với bổ phế, bằng bổ khí, coi như bạn bổ khí, không có dư nha. Cứ việc làm lúc nào rảnh bạn làm cũng được, không dư. Quyệt thái khê là quyệt bổ thận, quyệt thái khê kết hợp thái nguyên để bổ khí. Quyệt thái khê là quyệt vào buổi sáng. Nếu bạn cứu thái khê vào buổi sáng, theo đúng sách vở nha của Trần Cứu Đại Thành, là bạn cứu thái khê vào buổi sáng là bạn làm phải cắt răng. Nếu bạn nào mà là răng hơi xấu rồi đó ha, thì bạn cứu thái khê buổi sáng là bạn làm này,
chắc ra rằng tại vì thận sinh xương sinh thủy mà, mà buổi sáng là giờ của thận yếu, phải không? Thận mạnh vào 5 tới 7 giờ chiều thì buổi sáng là 5 tới 7 giờ sáng là giờ thận yếu. Thì giờ thận yếu thì cứu bổ cho thận mà cứu mẹ nó. Thổ sinh kim, kim mới sinh thủy, cho nên là cứu bà ngoại nó luôn chứ không phải cứu mẹ nó nữa, là cứu từ bà ngoại nó luôn, là cứu thổ, thổ mới sinh kim, kim mới sinh thủy. Ha, thì bạn cứu cứu nhiều ở Thái Khê để làm cho chắc răng và cứu vào buổi sáng. Thì thật ra buổi sáng nếu mình là người suy nhược và cứu lúc nào cũng được. Thì ngay bản thân tôi sáng mà tôi đi làm ở chỗ khác, tôi ngồi chưa có bệnh nhân rảnh, tôi cũng lấy mấy cái khúc ngải cứu còn dư, tôi ngồi tôi cứu miết, tôi ngồi tôi cứu dụng tuyền, thấy tam giao thường xuyên nhất là cứu tam giao, phải cứu tam giao. Tam giao là cứu hết ba kinh căn thị thận. Cơ thể mình nó là một cái mình không nhau. Như vậy là khi mà mình sử dụng ở đây cái vị trí nào đó trên cơ thể mình nhiều, có nghĩa là cơ thể mình đã sử dụng lực vô để nó điều tiết những cái điều mà mình mong muốn khi mà mình chăm cái cứu được cái khu vực đó. Vậy thì nó sử dụng sức vào đó thì những cái chỗ khác nó có bị thất thoát không thầy? Tại vì tôi thí dụ giờ tôi cứu Thái Khê đi. Tôi cứu Thái Khê thì Thái Khê nó được kích động lên, nó sẽ hưng phấn, nó chuyển hóa. Và nó chuyển hóa cái nhiệm vụ của nó, đầu tiên nó chuyển hóa là nó tàn tinh và nó hấp thu khí. Thì khi nó tàn tinh, nó hấp thu khí thì nhiệm tôi mình nói ở một cái cơ thể là có yếu cũng là yếu bình thường chứ không phải là một cái cơ thể bệnh lý. Thì khi tôi cứu Thái Khê thì nó sẽ nhiệm vụ nó là nó sẽ tăng hấp thu khí. Mà nó tăng hấp thu khí có nghĩa là nó đòi mẹ nó là phế, phải hấp thu khí tăng lên để cho nó có mà nó lấy về. Giống như đứa nhỏ nó đói thì nó đòi bú vậy đó, thì nó đòi mẹ nó trước, nó bò qua mẹ nó, ví dụ vậy. Thì khi anh làm như vậy thì là cái công năng nào của cái huyệt đó nó sẽ khởi động đầu tiên, rồi sau đó những cái dư thừa, những cái kích thích đó thì mà nó theo liên hệ của tạng phủ đó, nó mới kích thích qua những tạng phủ khác. Thì những tạng phủ khác nó được hưng phấn phụ hay là không phụ, nó hưng phấn lên chứ không phải nó lấy của tạng phủ khác về nó. Mà khi anh tác động vô nó giống như anh gõ cái chuông cái nó báo động lên vậy thôi, thì chỗ đó báo động là chỗ đó nghe rõ nhất, thì những chỗ khác đều khởi động lên hết. Những cái chỗ nào mà âm thanh của tiếng chuông nó đi tới, nó đều được kích động để nó khởi động lên để nó hoạt động, là những chỗ nào mà có liên hệ gần nhất với nó chứ không phải nó lấy của chỗ khác đem về đó. Nhưng mà cơ thể mình là bình thông nhau, cho nên là khi mà khí huyết nó bị kích thích một chỗ thì những chỗ khác đều động hết, chứ không phải là khi nó tụ về đây là mấy chỗ khác tiêu. Đó là như vậy. Tức là mình giống như là mình đánh tiếng chuông để mình kích thích toàn bộ những cái bộ phận khác nó hoạt động. Và cái nào khi nó hoạt động lên theo đúng chức trách của nó thì nó hoạt động đó, nó hoạt động mạnh hơn lên thôi, chứ không phải là nó lấy của chỗ khác. Đương nhiên là nó sẽ lấy chỗ khác, ví dụ như nó lấy cái biểu lý của nó. Thằng phế nó sẽ kiếm vô đại trường, ví dụ nó bị lạnh quá mà đang kích động để hoạt động thì nó sẽ sinh khí, nhiệt khí của đại trường đem về nó trước một chút cho nó bớt lạnh, là láng giềng ngay cửa sổ nó thì nó kêu thôi. Nhưng mà nó không có lấy qua chỗ khác được, mà nó nghe được tiếng chuông để nó báo động rằng tới giờ làm việc thì để bắt đầu làm việc nhiều hơn. Ha? Dạ. Rồi. Thành ra là quyệt Thái Khê là quyệt bổ, các bạn nhớ ha. Lúc nào các bạn tác động vô nó cũng được hết, cứu, chăm gì cũng được hết. Nhưng mà nhớ là động tác là bổ chứ không có tả. Không dây, không cứu, không chăm thì dây bấm. Buổi sáng bạn ngồi bạn lấy tay bạn chà vô quyệt Thái Khê, hay là bạn chà hết cái cạnh trong bàn chân của bạn ha. Các bạn lấy cái chân này bạn chà vô chân kia, bạn ngồi lên lấy hai chân bạn chà vô nhau, lấy lòng bàn chân này chà cạnh bàn chân kia, hay bạn chà lên trên bạn chà lòng bàn chân. À, thì nếu mà ấm cái lòng bàn chân bạn lên thì nó là xoa bóp. Còn không lấy tay xoa và dây bấm thì cái quyệt nguyên của thứ năm, quyệt nguyên của thận, quyệt nguyên của phế, quyệt nguyên của tỳ, bạn lấy ngón tay bằng dây bấm bấm. Sáng thức dậy bằng trà nóng lòng bàn chân, trước khi bạn xuống đường giường á
bạn nằm bạn thở sâu ở trên giường, bạn mở mắt, bạn chuẩn bị bạn dậy thì bạn nằm bạn thở sâu, bạn xoa bóp gì đó khi lúc bạn đang nằm, xong từ từ bạn ngồi dậy chứ đừng có ngồi bật dậy liền. Ngồi dậy xong bạn mới coi chân bạn lên, bạn chà móng ở dưới chân. Thì khi bạn nằm mà bạn xoa ốp, bạn chà sát ở cái ngực, cái mặt của bạn đó là bạn kích thích để cho máu nó lưu thông, sau một đêm nó lạnh, nó nằm, nó lưu thông chậm. Thì bây giờ bạn chà sát để nó lưu thông mạnh lên và bạn chà mặt, chà cổ để cho máu nó lên đầu, nó lưu thông. Rồi bạn ngồi dậy từ từ thì bạn chà với lòng bàn chân. Khi bạn chà lòng chân mà nó ấm lòng bàn chân thì nó giãn mạch cái lòng bàn chân thì máu nó xuống chân. Máu nó xuống chân thì nó bớt giảm tải cái dùng ngực. Nếu xui mà mình là người có tăng huyết áp thì buổi sáng nó dễ tăng, nên mình chà sát ở đây là lượng máu nó được lưu thông đều. Sau một đêm nằm ngủ nếu lạnh thì nó nghẹn, nó dễ huyết áp nó dễ lên hơn. Cho nên khi bạn chà sát hoặc là thông huyết hết thì người bạn ấm lên, máu nó lưu thông đều thì nó giảm tải ở dùng tim. Sau đó bạn ngồi dậy bạn chà với lòng chân, nó ấm với chân nữa, bạn máu nó xuống chân nữa là trên này nó bớt hơn. Và khi nó ấm chân thì là lưu thông ở dưới chân nó khỏe, động mạch đưa máu xuống, tĩnh mạch đưa máu về, khỏe dưới chân. Rồi bạn hãy đứng dậy bạn đi. Thì bạn nhớ là nguyên tắc như ta nói 3 phút 3 phút đó, thức dậy thì có 3 phút nằm thở sâu, rồi ngồi dậy có 3 phút để chà sát hay là bình tĩnh thức thở sâu gì đó, rồi đứng dậy đi thì đứng dậy xong cũng ngừng 3 giây chứ không phải 3 phút, 3 giây nha, thì thở sâu rồi mới bắt đầu đi. Thì ý nói là đừng có mà vừa nghe chuông thì nghe cái bừng dậy cái ngồi dậy tưng lên liền như tuổi trẻ là không được. Thậm chí là người già như chúng ta ngồi trong lớp này thì là khi bạn nằm ngửa bạn muốn ngồi dậy bạn phải nằm nghiêng, nghiêng người qua bạn ngồi dậy bằng chống tay, chứ bạn đừng có dại dột mà lấy sức mạnh của bạn hầm bật lên. Dù kiểu là bây giờ là đang còn là 30-40 tuổi gì đó không biết, nhưng mà nên nằm nghiêng để chống tay dậy thì nó ổn định lên kinh hơn với tim mạch hơn. Thôi, quyệt lạc của phế là quyệt đại chung. Vị trí của đại chung nó là sát với thái khê. Bạn lấy từ đại chung mà kéo về hướng của cái gân gót mà nó chạm vô xương gót chân á. Bạn lấy theo tay ha, bạn đẩy theo cái gân gót, bạn đẩy xuống nó xuống tới cái gốc của xương gót chân là đụng xương gót chân, không xuống được nữa. Thì từ cái điểm đó bạn kéo ngược cái đường lên thái khê. Từ cái điểm đó kéo lên thái khê. Và điểm đó kéo lên thái khê, một thái khê đi xuống đại chung có một thốn thôi, tức là có chút xíu á. Từ thái khê kéo xuống đại chung có một thốn thôi. Thì đại chung nó là nguyệt lạc từ thận đi qua mặt quan. Quyệt đại chung thì thường người ta dây, người ta bấm hay người ta châm để cho kích thích, để làm cho thận được ấm, tức là lấy khí bàng quang về cho thận, để thận được ấm, để cân bằng khí của thận với bàng quang. Chứ cũng ít có khi xài. Có một cái công thức trước đây là người ta mới lấy quyệt lạc của tạng, của kinh tâm. Quyệt lạc kinh tâm là quyệt gì các bạn có nhớ được không? Trên quyệt thần môn một thốn, theo cổ tay. Quyệt lạc của kinh tâm thế. Thông lý, thông tư tế đâu đó trời. Thông lý ha. Thì người ta chăm thông lý, người ta chăm thông lý chung với đại chung, người ta chăm tả hai quyệt đó để ta chăm cho thông khí của thận với của tâm, để trị cho những người mà trẻ con trầm cảm, người lớn có trầm cảm, tự kỷ trầm cảm. Còn nhẹ nhất á, là trẻ con mà nó không có tự tin á, tức là nó đi học mà nó nhát, nó vô lớp nó nhát, nó tiếp xúc nó nhát, vân vân. Hay là người lớn chúng ta mà các bạn cảm thấy mình không tự tin khi ra trước đám đông hay này kia gì đó. Thì người ta chăm tả cái thông lý với cái đại chung. Hoặc là những người mà bị ý bệnh, tức là hơi lơ mơ, hơi lang mang, suy nghĩ, sợ hãi, lâu lâu tưởng tượng, quan tưởng một chút chút á.
ha, thì là người ta dâm thông lý đại chung để mà điều trị cái đó là lạc quỷ của tâm với lạc quỷ của thần, là dâm thông lý đại chung. Nhưng mà cái đó ít lắm, thì bây giờ thường là đại chung người ta chỉ dâm đại chung để bổ nâng thêm sức cho thần thôi, chứ còn thực tế chỉ cần dâm cái thái khê là đủ rồi, chứ tao cũng không có dâm đại chung nhiều. Ai mà cảm thấy là mai mốt lên ra bài mà sợ thì nhà lo chú tại chung, chăm tại chung, chú tại chung. Hay tới bữa đó gọi người khác ra bài thì mình ở dưới mình do ngồi bấm tại chung với thần môn. Cái quan trọng là có thuộc bài hay không? Quan trọng không phải có thuộc bài hay không, mà quan trọng anh có nhớ quyệt mình bấm nó nằm chỗ nào không? Không phải là thuộc bài. Tên thì dễ nhớ, vị trí khó nhớ. Thầy nhắc lại đại chung quý vị đi. Thông lý, thông lý là từ thần môn ở cổ tay cô lo thả lên một khố. Bị sợ hãi, mất tự tin, trầm cảm. Thầy có hỏi cái ngày cứu á, nó bị lập sơ mi, nó bị sưng một chân thì mình phải ngại trong chân giảm sinh này. Giảm sinh là sau khi bị sưng thời gian dài, còn hồi mới bị là phải dùng tinh đá, anh không có làm mập tinh đá, rồi sau đó khi mà nó nếu mà được mà sau khi đã sửa mà nó vô rồi mà nó giảm sưng thì lúc đó anh mới dùng nọc em đuối, còn hồi mới bị trong vòng tiếng đầu bị là phải dùng đá cho nó đừng có bị phù nề, máu nó đừng ra hoặc là chất dịch nó bị ứ thì mình dùng đá để nó co mạch lại. Rồi sau đó khoảng nửa tiếng hay tiếng anh mới bắt đầu mình làm nóng, anh xoa dầu để anh cướp là để cho nó sạch. Thì thường là ví dụ như ở bàn chân thì là anh sẽ xài cái tao dao hoặc là cái lú cái vật lý thì cho nó tăng hấp thu lấy để vô cứu thổ, cứu huyệt thổ. Còn nếu ở cổ tay mà bị gì đó thì cứu huyệt trì. Rồi bây giờ tới quyền ngũ hành. Thì quyền một là quyền dũng tuyền. Vị trí dũng tuyền là 1/3 trên của lòng bàn chân. 1/3 trên lòng bàn chân là dũng tuyền. Dũng tuyền là con suối của sức mạnh. Quyền một của thận, mà thận là chủ vệ tinh, cho nên là sức khỏe của cơ thể, là nơi tạo ra sức khỏe cơ thể. Thì quyền dũng tuyền là quyền một, là nơi kích thích để làm tăng sức khỏe của cơ thể. Quyền dũng tuyền là quyền dây bấm cứu dâm đều làm bộ thận và ấm chân. Dây bấm cứu với dâm ha. Hôm rồi học kinh bàng quang, các bạn nhớ quyền quỷ trung không? Quyền quỷ trung là quyền cổ của kinh bàng quang, nằm ở những gối, ở giữa của nhường gối, mặt sau của gối, ở giữa mặt sau của gối. Các bạn nhớ quyền quỷ trung không? Hôm đó là tại vì chỉ trên hình thôi, các bạn không có coi chân á, biết gì thôi. Thì quyền quỷ trung là quyền mà yêu bối quỷ trung cầu, có nghĩa là đau tất cả cái gì về lưng, về eo lưng thì người ta chăm quyền quỷ trung. Hoặc là chăm ra máu quỷ trung để trị mấy cái mà to thắt hay loài xa búi trĩ nhẹ ở hậu môn, hoặc là nghe nóng ở hậu môn thì là tả quỷ trung. Rồi thì quyệt quỷ trung với quyệt dũng tuyền, nếu các bạn chăm tả cả hai quyệt đó một lượt và chăm nhanh chăm mạnh là chăm cho đau, thì các bạn làm cắt cái cơn mà tăng huyết áp đột ngột của bệnh nhân. Nhưng mà cơn tăng huyết áp đó là của bệnh nhân do thận hư, tức là do lạnh mà làm tăng huyết áp. Đó là thứ phát đúng không? Hả? Đó là huyết áp tăng thứ phát. Tôi không rành, tôi không biết chuyện thứ phát hay nguyên phát. Nhưng mà là bây giờ tôi bị lạnh, tôi sợ, tôi mệt, tôi yếu, tôi lạnh. Và hôm nay tôi ra lạnh, tôi ngồi, tôi bị lên huyết áp, tôi mệt, tôi lên huyết áp. Ở trường hợp lên huyết áp do lạnh, nha, do lạnh, thì bạn cắt cơn bằng cách là bạn chăm tả dụng tuyền với quỷ trung, xong sau đó bạn có thể để đèn hồng ngoại hay máy sấy tóc hay trà nóng hay cứu gì đó biết dụng tuyền, thì bạn sẽ làm cho ổn định cái huyết áp bệnh nhân tới lại, nó giảm cái tăng huyết áp. Thường thì công thức đó là như vậy.
Nhưng mà trên thực tế thì có một số học viên khi ra hành nghề đã sử dụng nó cho bất cứ cơn tăng huyết áp nào ta cũng chăm vậy đó, rồi nó cũng hạ hết, chăm nó đều hạ, chăm đau vê kim thốt rồi không lưu kim long để khoảng chừng phút là gỡ kim ra thì nó đều hạ huyết áp. Không có người hạ nhiều, có người hạ ít, nhưng mà là có hạ. Thì chăm vị trung như lại tùy. Nếu bạn không có kim để bạn chăm thì quyệt dũng tuyền, nếu bệnh nhân có tăng huyết áp bất cứ trường hợp nào, nóng lạnh gì không cần biết, bệnh nhân tăng huyết áp bạn cho bệnh nhân nằm xuống, cái bạn lấy đèn hồng ngoại hay máy sấy tóc, bạn sấy vô cái lòng chân, tức là sấy vô dũng tuyền cho nó ấm lòng bàn chân thì nó cũng hạ huyết áp cũng hạ xuống, thường nó là như vậy ha. Ngoài ra dũng tuyền là bạn dây bạn bấm bạn kích thích vô nó đều bổ thận, nó kích thích để cho thận làm việc. Ngược lại, nếu bạn đi chân không mà bạn dẫm lên đá nhọn này kia, hoặc là cái chân của bạn bị chấn thương ở vùng gần chân mà dùng dũng tuyền nhiều thì bạn sẽ làm đau cái chân lâu lắm, nó tê dại cái chân, đôi khi nó gây đau lưng. Nói tóm lại là nó hại thận nếu tác động vào dũng tuyền. Ngược lại, đánh đau, đánh gấp, bị tổn thương thì là làm cho hại sức khỏe. Thì cái nào nó cũng có hai mặt, phải không? Cứu ấm nó, bổ nó thì nó bổ, nhưng mà bạn tác động cho nó mạnh quá mà đột ngột nhiều lần mà liên tục thì nó sẽ làm hại, cũng thương thận mà quá đau quá thì phải thận phải suy thôi. Thành ra nếu mà mình đi chân không, mình cứ đi trên gạch trên đá mà nhỏ mà mình đạp mình đi, mình phải đi nhanh đi lẹ chứ không có nương được đó. Thì cái chân mà đau quá chịu không nổi thì nó cũng sẽ gây ra đau lưng, gây khó chịu không sao. Và một cái do cái vùng thận là vùng của lòng bàn chân, thì là nếu mà ví dụ như các chị mà đi giày cao gót cao quá, nếu các chị người mẫu á đi giày cao gót cao quá nó bẻ cong cái chân này lên nè, thì nó gãy gập cái cổ chân, nó gãy gập cái mặt trong của cổ chân và nó căng cái vùng tuyệt lên, nó căng cái vùng cơ cân tấm cân mặt trên này lên, nó hại cái vùng khí của thận, thì người đó sẽ bị đau lưng và bị tổn thương về xương ở vùng eo lưng, đau lưng nhiều lắm, đau lưng, đau gối, cái gót chân thì đương nhiên nó đau và nó giãn cái gân ở gân gót rồi, nhưng mà cái chính của họ là họ sẽ đau vùng gối, vùng xương cùn. Đối với những người đi giày cao gót cao đó, họ sẽ tổn thương vùng xương cùn, vùng eo lưng, đau cơ lưng và tổn thương vùng xương cùn. Có nghĩa là khi tổn thương vùng xương cùn thì bệnh nhân nó sẽ nghe bị kích thích để vùng xương cùn nhiều, và khi kích thích xương cùn nhiều thì bệnh nhân nó sẽ bị là đi tiêu khó, đi tiểu nhiều lần, bị kích thích là đi tiểu liền, dễ bị lắm ha, kích thích dễ kích thích đi tiểu, và lâu ngày đó là họ sẽ dễ bị đau lưng lan xuống cái bàn, tức là khi nằm xuống mà duỗi chân ra đó nó mỏi ghê lắm mà nó đau to nhiều cái vùng cơ ở bàn. Nếu tổn thương ở dưới vùng S mà S1 S2, tức là vùng tuốt ở dưới xương cùn và dùng dưới đó thì nó tổn thương ra dùng mẹ. Thành ra là cẩn thận, nếu mà các bạn đây mà mấy chị nào mà làm người mẫu thì cẩn thận ráng về tập thể dục, cái so bóp bằng chân chứ đừng có đi dài đau lót quá. Vô sinh thật hả? Cũng chưa biết, chuyện vô sinh thì không có nghiên cứu, không biết, là không biết chuyện đó. Thấy bác mấy lần mà vô sinh đùng đùng thấy mấy cô người mẫu cũng vô là đẻ, cũng vô đẻ, bà nào cũng mẹ đơn thân không. Cái vùng này là cái vùng tổn thương vì thốn nhiều, nếu mà bẻ cong cái xương này lên. Rồi đó là dũng tuyền. Quyệt thứ hai, quyệt quả là quyệt nhiên cốc. Vị trí của nó là nằm ngay cái đầu xương này. Bạn rờ cái cạnh trong bàn chân của bạn, nó có cái gồ xương ngay dưới cạnh dưới lòng bàn chân, có cái xương này nó nổi to lên. Thì ngay dưới gốc cái xương đó là cái xương này gọi là xương thuyền. Có sách ghi là xương ghe, nói chung là ghe thuyền như vậy ha, là nghĩa của nó là chiếc ghe đó, chiếc thuyền đó, thì nó nằm đây vậy, nó ngay dưới cái mũi nhọn của cái xương đó, nó ngay dưới mũi nhọn của xương đó là quyệt nhiên cốc, là quyệt quả của tinh thần. Các bạn lấy trên chân mình coi được không?
được hết ha. Dạ. Đâu có người nào xương thiếu đó ha. Thầy coi bài này. À, quyền nhiên cốc là quyền quả của tinh thần. Người ta hay châm nhiên cốc để ta làm cho giảm nhiệt ở thận. Nếu mà thận âm hư gây ra nóng ở bàn chân, hay là tiểu gắt, tiểu nóng, tiểu ra máu, tiểu đục rồi đó, thì ta châm nhiên cốc. Nói chung là có thấp nhiệt là châm nhiên cốc. Còn không thì ấy, ông trọng nó hỏi bổ âm quả của thận, tả dương quả của thận, nó quyệt nào thì biết nó là nhiên cốc. Quyệt quả của tinh thần là nhiên cốc. Quyệt thổ là thái hê thì biết rồi. Bây giờ quyệt kim là phục lưu. Vị trí là từ thái kê bằng kéo thẳng lên. Ba ngón tay là hai thốn ở sát bờ trong của cái gân gót. Bờ trong sát bờ trong gân gót. Từ thái kê bạn đi lên hai thốn, tức là ba ngón tay là bạn có quyền phục lưu. À, phục lưu hoặc phục lựu cũng được ha. Chữ lưu hay lựu là cái dòng chảy. Và đây là cái dòng chảy ngầm của thủy trong cơ thể. À, quyền phục lưu là quyền phục hành kim của tinh thần. Và về mặt chính thống thì người ta muốn bổ thận thì người ta chăm phục lưu, chứ người ta không có chăm thái khê. À, tại vì kim sẽ sinh thủy, mà thận thì chủ thủy, thận là thuộc thủy. Cho nên muốn bổ thận là muốn bổ thủy thì người ta bổ kim. À, thành ra muốn bổ thận thì người ta chăm phục lưu, hay là cứu phục lưu hay chăm phục lưu. Nhưng mà khi bạn chăm thái khê là tại vì bạn cẩn thận, bạn cứ chăm cái đó là nó tự điều chỉnh chung hết. Tại vì nó là thổ, nó là trung ương thì nó sẽ chung hết. Chứ đúng nguyên tắc thì bạn muốn bổ thận thì bạn chăm phục lưu, chứ bạn không chăm thái khê. Còn thật ra thì chăm cái nào cũng được hết. Phục lưu thì chăm và cứu đều được ha. Và cũng là dùng để bổ thận. Chứ ví dụ như đau thần kinh tọa này kia đó là ta không chăm phục lưu ha. Trong một rốt hạ hai dư được. Cũng được, nhưng mà nó dư, nó không ăn thua gì thêm hết. Tại nó gần nhau nữa. Nó gần nhau rồi anh chăm, nó cùng là một tác dụng với nhau. Cái là thổ sinh kim rồi kim nó sinh thủy. Còn cái là chăm kim để kim sinh thủy. Cái nào cũng được. Mà chăm càng chăm cho ít kim để cho có kim để mình chăm một người khác cần hơn. Chứ mình không cần thiết phải như vậy. Thay vì anh chăm vậy, anh chăm một phục lưu hoặc một cái thái khê thôi, và cái kim dư anh chăm tam âm giao là anh cân bằng đều hết khí âm. Quyệt phục lưu là quyệt bổ thận ha. Quyệt phục lưu là quyệt để điều trị cho những cái chứng, ví dụ như là tôi bị tự hạn, tôi bị ra mồ hôi nhiều quá. Tôi bị ra mồ hôi nhiều quá thì người ta chăm bổ phục lưu. Ở khi đó thì là do ra mồ hôi là do dương khí nó kém mà, thấy không? Mà đang bị nóng hay gì đó ha, nó toát mồ hôi ra thì người ta chăm bổ phục lưu. Xong ở trên người ta sẽ tả cái hợp cốc nguyên quyệt của đại trường cho nó bớt dương khí, nó bớt kích thích đi. Nó đừng có bị ra mồ hôi nhiều nữa, nó bớt kích thích. Thì người ta tả hợp cốc, chăm tả hợp cốc bổ phục lưu là làm cho nó giảm mồ hôi lại. Lúc đang ra mồ hôi đó thì bổ phục lưu rồi cứu phục lưu, nhưng mà ở trên là chăm tả hợp cốc. Thầy, em thấy có một số người trước khi họ ngồi ăn hay là họ có một cái gì đó họ cứ mồ hôi ra kinh khủng. Thì mấy người đó là cái về mặt nguyên tắc mà nói bệnh danh thì nó là nó rối loạn của thần kinh giao cảm. Còn theo đông y thì nó là tâm bào nhiệt. Tâm bào nhiệt thì người ta ổn định nó tâm bào và bổ thận du. Nhưng mà thật ra nói là nói như vậy, công thức thì đầy vậy, nhưng mà chăm để trị mấy cái đổ mồ hôi tay chân khó lắm, chứ không có dễ. Mà công thức thì nó nguyên tắc nó là vậy mà. Anh bình tâm bào, anh chăm tâm bào, tả hội quan lao cung rồi chẳng hạn,
xong rồi với anh bổ phục lưu, bổ thái khê hay bổ tam giao gì đó để cho nó tăng hấp thu lại, thì công thức nó là như vậy. Nhưng mà thực tế thì có người được tốt lắm, có người không hấp thu vậy, có người rốt cuộc là phải đi giải phẫu. Quyệt cuối cùng là quyệt âm cốc. Vị trí của cái âm cốc là nằm trong kheo chân ngay nếp nhăn của nhượng gối, nếp nhăn phía trong của đầu gối. Bây giờ lấy quyệt âm cốc, bạn sẽ lấy như thế này nha. Bạn để cái chân của bạn thẳng gót xuống xuống gạch. Còn nếu bạn muốn nghiêng thì bạn nghiêng. Bây giờ các bạn mới để ngón tay bạn nó cạnh trong của gối nha. Bạn để ngón tay bạn vô phía sau cạnh gối. Chuyện đầu tiên là bạn sẽ thấy có một cái gân cứng thật to, đúng không? Bạn kéo cái gân cứng nó ra ngoài, tức là tôi kéo ra phía trong này, tôi kéo ra ngoài là ngoài bìa, nhưng mà là hướng vô trong của cơ thể ha, kéo vô trong của đầu gối. Tôi kéo lên một chút thôi, cái tôi ấn sâu vô trong chút nữa, tôi sẽ thấy ở trong sâu có một cái gân cứng nhỏ nữa, có không? Cái tay ấn nhẹ 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 kéo thử nha, chứ đừng có mà như là xoa bóp đó là không nghe đâu. Cái gân cứng, qua khỏi cái gân cứng, ấn sâu vô trong, nhích trở vô chút nữa, bạn sẽ thấy có một cái gân nhỏ nữa. Có không? Có. Rồi, nếu ai có thì quyệt âm cốc là quyệt nằm ở giữa hai cái gân đó. Và thường là nó sẽ nằm ngay ở đầu nếp nhăn phía trong của nhượng gối. Nếu bạn nằm sấp á, thì cái đầu, cái biên giới mà đầu phía trong của nếp nhăn đó là cái quyệt âm cốc. Và bạn phải tách hai cái gân nó ra bằng châm sâu ở trong. Mà còn nếu bạn để thẳng chân hay bạn gồng chân đó là khó lấy lắm, tại vì nó căng thẳng ra là cái cơ nó căng, bạn không có thấy được. Cố gắng lấy ha. Hay vậy hả? Tay rồi rồi, mắt thấy. Không, quỷ trung là nằm ở giữa cô, còn cái này ở biên giới mà, ở ngoài bìa của cơ phía trong mà. Ừ, cô nằm phía ngoài. Bạn châm bổ nó, quy châm gốc là chỉ có châm bổ thôi nha. Bạn châm nó để bạn trị đau lưng, bạn trị tiểu đêm, nói chung là bổ thận, ngoài ra là trị đau lưng. Đôi khi là bệnh nhân nữ mà đang trị kinh đó, ha, đang chuẩn bị có kinh hoặc đang trị kinh mà nó tăng đau lưng lên, ha, đau lưng nhiều quá, bạn châm bổ châm gốc nó cũng sẽ giảm cái đau lưng. Ở các chị ở bệnh nhân nữ mà đang có kinh hay chuẩn bị có kinh, mấy ngày đầu có kinh ha, chuẩn bị có kinh nó đau lưng ghê lắm ha. Rồi có người là ho luôn nè, khi chuẩn bị có kinh là ho luôn nè. Bạn châm bổ âm cốc đi nó sẽ giảm, tại vì bổ thận cho ta mà bổ trực tiếp vô thủy của thủy, âm cốc của thủy thì trị đau lưng, bổ thận và quyệt âm ở giữa đó là quyệt quỷ trung là cấm cứu, nhưng mà âm cốc là châm rồi cứu thoải mái, cứ cứu không có sao hết. Tại vì quyệt nó đâu có châm sâu, châm cao lắm là 1 cm thôi là sâu lắm rồi đó. Âm cốc với ủy dương nó có đối xứng nhau qua ủy trung. Ủy dương là bên kia. Mà hai thằng có đối xứng nhau không? Thì đối xứng giữa ủy trung. Dạ, cái là đúng. Cái là đầu nếp nhăn phía ngoài là ủy dương, đầu nếp nhăn phía trong là âm cốc. Dạ, hai thằng đối xứng nhau qua ủy trung. Qua âm ủy trung. Thầy sẽ hỏi khi mình đập vô một cái huyệt thì mình làm sao biết được cái huyệt đó khi nào căng và khi nào thu. Ví dụ em lấy một cái huyệt bất thình lình, ví dụ như là hoang dung, thì làm sao mình biết khi nào căng và khi nào thu? Điều thứ nhất, anh nghe coi cái huyệt đó nó thuộc kinh nào và nó nằm ở vùng nào của cơ thể. Tôi thí dụ như bây giờ anh nói hoang dung hay là thủy du hay cái gì du, bất cứ cái gì là nằm ở lưng, nằm ở lưng là cứu thoải mái. Thì vì lưng là giờ kinh dương mà có đau có nghĩa là dương hư thì nó mới đau,
vậy thì cứ thoải mái ha. Ngược lại các huyệt ở chỗ khác thì trừ ra những huyệt nào nằm ở những chỗ cấm cứu hay là trên cái bệnh cảnh là cấm cứu thì là không cứu, còn đa số đều cứu được hết, và nó tùy theo cái triệu chứng bệnh nó có cho cứu hay không. Đó là cái thứ hai. Cái thứ nhất là dùng, phải không? Cái thứ hai là tùy theo cái bệnh đó là cứu hay không cứu thì mới dùng. Cái thứ ba là trong đó người ta quy định, trong sách người ta quy định khi cứu, cứu bao nhiêu cái, huyệt nào mà không cứu thì trong sách sẽ ghi là cấm cứu, huyệt nào không ghi cấm cứu là không bị cứu. Vấn đề là cứu nhiều hay cứu ít. Dạ, nhưng mà đọc phải thuộc bài đó thầy. Dạ. Học thuộc bài là phải có làm nhiều. Dạ. Nhưng mà cái chính nó là cứu được hết á. Dạ. Hồi xưa thì không cho cứu trên mặt, tại hồi xưa là kim châm rất to và mồi hải cứu là mồi cứu trực tiếp, cho nên nó phỏng trên mặt thì nó nhiễm trùng hoặc là nó xấu mặt đi thì phải cấm cứu, hoặc trên mặt nó nhạy với hệ thần kinh cho nên nó cấm cứu. Còn bây giờ là cứu tốt hết, là tại vì mình đâu có cứu nóng lắm đâu, mình đâu có làm phỏng. Sao chị? Huyệt cấm cứu ở đây. Huyệt, cái chỗ huyệt đó đó chỉ có huyệt, nó có nghiên cứu hay không cứu, hay mình cứu nóng bộ hay là khói bộ, cái gì ạ? Cái cây này cứu mình cứu khi mình cứu vô thì người không tốt, mình cứu nóng bộ hay là khói bộ, nóng bộ hay khói bộ là nóng. Sao tức là do cái khói của nó do đi vào khói thân thịt không à, khi anh cứu chuyện đầu tiên là anh đang tác động nhiệt, anh đang tác động nhiệt thì cái nhiệt nó sẽ làm về mặt vật lý, cái nhiệt nó làm giảm mạch, khi giảm mạch thì máu tới nhiều nó ấm thì đó là bổ. Còn anh nằm nóng rát, cái da nó rát nó bị co lại, nó phản ứng nó co lại nó giãn ra rồi nó co lại rồi nó giãn ra thì nó làm cho tán máu đi thì lúc đó là tạ. Còn cái khói là phần phụ. Ngày xưa thì nó cứu trực tiếp thì mới nói tới dược tính của lá ngải cứu, còn bây giờ không phải dược tính lá ngải cứu nhiều nữa. Lá ngải cứu bây giờ đâu có chắc gì là trong cái cây nhang nó nhiều. Nếu anh mua lá về phân rô anh làm thì ngon lành. Rồi, tốt. Thì cái đó thì ngon lành là có dược tính, là vô có luôn, là nhựa ngải cứu nó vô. Đúng. Anh lấy nhựa ngải cứu đó, tại vì cái khói nó bám vô nó mang nhựa, nó vẫn hấp thu vô da. Khi anh cứu nóng thì nó hấp thu vô da. Hồi xưa thì có một số nơi người ta làm theo kiểu là như ở đây ở viện này bác sĩ Trương Thịnh làm cái cao ngải cứu, có nghĩa là nấu cái lá ngải cứu đó, nấu ra thành cao, thành chất lỏng rồi mới lấy gòn bên kẹp gòn lấy cái chất lỏng của cao ngải cứu nó khoa lên huyệt xong rồi cứu, hoặc là mới lấy máy xé bắp phổi. Thì ở trường hợp đó là tránh được khói, làm cho những bệnh nhân mà dị ứng với khói đó họ không bị dị ứng với khói thì phết cao ngải cứu lên lấy máy sấy tóc thôi thì cũng được, ngải cứu nó dẫn trực tiếp vô đó. Ủa, ngâm rượu thành cái rượu ngải cứu cũng được, anh ngâm thì tùy theo cái cách mình tinh chế, mình chế sao để cho nó cô đặc lại là được rồi. Anh muốn ngâm, anh muốn làm chắc gì cũng được, nhưng mà nếu mà anh ngâm rượu nhiều quá đó thì là nó bị mau bốc hơi. Còn nếu cái cao thì nó làm cô đặc và nó là cái loại cái nó giống như vậy là chết thì loại cái của ngải cứu. Trời ơi, đó tôi cứ phải dò ngải cứu rồi ngồi lấy cái lá cờ đó cuốn bằng lá cờ đó, giống như cuốn thuốc rê bằng lá cờ đó, rồi sau đó là lấy giấy vệ sinh đó cuộn ngải cứu làm tiếp ngải cứu. Hồi thời khó khăn hồi 75, 76, 77 là làm tay. Sao lại mới làm bằng nhang? Hồi xưa là lấy cái bao của mì biliket hồi xưa đó. Có mạt ở trong nó giống như nó tráng sáp, mà nó tráng gì bóng bóng á. Thì lấy cái bao, cái dán cái đũa ra, cái làm lá cờ, cái bọt ngải cứu, cái cuốn ngược rồi. Thầy cho anh hỏi không? Cái trúng gió mà ngày xưa mình hay nói đó là nó là hiện trạng của việc tăng giảm áp lực
trúng gió là cơ thể bị lạnh bất ngờ. Và nếu lạnh bất ngờ mà nó co mạch lại nhanh quá thì nó ép được máu vô trong thì bị áp nó bắn lên. Thì nó là như vậy. Có người trúng gió mà không tăng huyết áp, có người trúng gió mà tăng huyết áp, nó tùy theo là nặng hay nhẹ. Thì nếu các bạn đọc trong lý luận cơ bản và đọc trung y học khái luận thì các bạn sẽ đọc làm quen với là hoặc thương hàn luận á, và sẽ làm quen với thuật ngữ của đông y là trúng gió có hai ba loại. Người ta nói là mạo phong, thương phong rồi mới trúng phong. Mạo phong tức là tôi ngồi đây gió thổi ngang qua tôi gai gai, tôi ớn ớn, tôi khó chịu, tôi ngồi lâu tôi mới bệnh, còn tôi cơ thể tôi khỏe hơn. Ta hay gọi là ghét lạnh hay ghét gió, ố phong, ố hàn đó. Ố là ghét, hỉ nộ ái ố, ố là ghét. Thì tôi ghét phong, ghét gió. Thì lúc đó mà tôi ngồi mà tôi bị gió thổi, tôi liên tục mà tôi khó chịu, tôi rùng mình á, thì lúc đó mới có mạo phong thôi. Mạo phong thôi. Rồi, điều thứ hai nặng hơn chút, thương phong. Thương phong là gió thổi vô tôi và tôi bị cảm. Tôi bị cảm liền, nhưng mà tôi cảm mà diễn biến nó sẽ chậm hơn chút. Và cuối cùng là tôi trúng phong, là tôi đang ngồi tự nhiên tôi bật ngửa, tôi xùi bọt mép, tôi bật ngửa ra luôn. Nặng, tác động vô tâm, vô mế, vô tâm bào, vô gì đó luôn. Thì lúc đó tôi gọi là trúng phong. Thì những cái thuật ngữ đó là trong trung y học khái luận, bạn sẽ nghe nó nhiều lắm, hành động để làm việc nhiều lắm. Còn giờ thì người ta ít xài tới mấy cái đó lắm. Ngày xưa có cái bệnh chết xù, có phải là trúng phong này? Bệnh chết xù. Phong xù thì là phong gì? Xù. Ừ, phong xù là dạng trúng phong. À, vậy. Nó cũng là dạng phong. Rồi, đó là huyệt âm tốc, sao cô? Đang cạo gió, rồi bị đột quỵ. Rồi, người đó bị trúng gió. Mới cạo gió xong rồi chết luôn. Rồi làm sao? Thì theo tôi nghĩ cái đó là bệnh nhân nó bị đột quỵ. Bệnh nhân nó bị tai biến. Nhưng mà người đó không biết, thì thấy ở khi đang bình thường bật ngửa luôn, sùi bọt mép gì đó, co giật luôn, xỉu. Nghe mặt ngoài xanh dần. Thì tại vì không biết, nếu biết là đo huyết áp thì biết, còn không thì để tay vô mặt thấy nó căng cứng lên hết, rồi nó đập loạn nhịp, rồi nó hoặc nó ngưng. Thì lúc đó là không phải là cạo gió, nhưng là xoa ấm, dây bóp gì đó. Tôi đang nói theo đông y nha, dây bóp xoa ấm, rồi người ta chích huyết mấy cái đầu ngón tay ra máu để nó thông khí. Còn có cạo gió thì không có cạo lúc đó nữa, mà là xoa ấm, lấy tay chà ấm vùng cổ gáy. Mình không xác định được cho nên mình mới đè xuống mình cạo gió. Mà khi chị đè chị cạo mà nó đã bế nghẹt hết rồi, mà chị cạo ở lưng thì nó không thua gì hết. Và nó làm kích động của huyết áp tăng lên thêm. Thì tăng lên thêm thì nó chết. Đứt mạch máu não thì chết. Thành ra là nếu thấy bệnh nhân bật ngửa ra như vậy thì là coi như thế nào. Cái đầu tiên là nới quần áo ta ra thông ra hết, rồi là xoa bóp, rồi coi nếu mà họ vẫn cứ sùi bọt mép mà mặt mày đỏ bừng lên hay xanh lên mà mạch động động cái gì đó thì đi bệnh viện là chắc ăn nhất, thì nó ngồi nó dại dột mà không cứu. Qua cái thời gian vàng của người ta tội người ta đó. Hồi xưa mình học đông y về những cách xoa bóp, những cách lễ, cách này hồi xưa thì đó là trong trường hợp không có y tế. Còn bây giờ có y tế thì tội gì cứ đi làm những cái chuyện đó để nhiễm trùng mà không. Hồi xưa là ở những trường hợp là chích ra máu đầu nè, chích keo cái giái tai nè, chích cái giái tai và nặng chuyện nhiều máu ở giái tai ra cũng là một cách để là thoát khí. Nên nó chích hai bên này nè, ra máu ở giái tai cũng là một cách để thoát khí. Còn bây giờ nếu mà ở trong thôn xóm đợi có ghe, có xuồng, có võng mới khiêng ra ngoài được thì là chích đầu người ngồi ngón tay ngón chân nặng máu ra, hoặc chích cái giái tai nặng máu ra. Không thì là có phương tiện thì nên đi cấp cứu là tốt nhất. Nhất là có một điều
là các bạn nhớ là nới lỏng quần áo bệnh nhân ra và không để cho bệnh nhân nằm dưới đất. Cái chuyện nằm dưới đất nó bị hơi lạnh của đất nó sẽ làm cho hại thêm. Đừng để bệnh nhân dưới đất mà nên nâng lên để trên giường. Nằm ở dưới lạnh thì nó sẽ gây ứ trệ thêm, tắc nghẽn, ứ trệ thêm. Vậy đó, nha. Tốt là bây giờ đừng có ỉ vô đông y, giỏi lắm, giỏi lắm. Thầy em nghe nói là có chấn thức cái việc gì nữa là... Nhân trung, thì cái đó là lúc cấp cứu chị cũng làm vậy thì làm, nhưng mà đừng gạo gió. Nha, đừng gạo gió. Trúng gió mà còn ủ ớ nói chuyện được chơi á thì là cạo gió. Còn mà trúng gió mà há khẩu rồi thì là ơn đừng cạo gió mà là để ra máu để đầu còn lại không tin rồi chở đi. Quyết nó không bảo vệ được. Đúng như mình coi đến nó khóc là khóc rồi nó bắt lại bảo vệ đó thầy. Lúc đó nó phạm về thì mình hứ quyết rồi. Thầy hứa quyết quan trọng. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Không. Không thì mời các bạn đi về. Dạ, chờ đợi nhất hôm nay hả?